Món ăn hủ miếng nước là thấy ngon nha. Đây là lẩu ly nha mọi người có thể tới ủng hộ chị. Nghe bảo ở đây là lẩu ly là hơi bị siêu phẩm á. Ôi, hơi cay nhưng mà ngon nha. Rất ngon, nhưng mà hơi ngon, khen rồi mà. Mày nhắc chi vậy đó. Ủa 20 ngàn chất lượng quá. Uống đủ tấm binh luôn á.